Dạ. Bữa nay mình có gì? Chào mọi cô chú anh chị và các bạn. Chào cả nhà. Hôm nay thì tiện với lại mấy hiếm đi hái lá lốt kìa cả nhà, về làm bò nướng lá lốt ăn cả nhà ơi. Nên quá duyên đó. Hôm nay mình thèm. Bà Hai cho con xin mớ lá lốt nha bà Hai. Đây, lá lốt của bà Hai. Nắng quá, cái này nắng nó không tứ là nó không chịu nổi đâu gao giờ. Ủa, ở ngoài mình thấy bà Út, ở ngoài mình thấy nó bự lắm mà sao ở đây nó nhỏ xíu à. Lá này bụi quá à. Bụi lúa nè, rửa đã luôn. Rửa từ lá, bụi lúa. Chắc họ phải đi kiếm lá cách thêm mày. Lá cách bên đó đó, bên nhà có không gian, có con cây nữa đó. Gì hả? Thôi đi qua đó. Mà thò chó. Thò chó đứng ở ngoài á. Thò chó hay mày hay gì á. Nuôi chó nhất á. Nó bà sủa còn cái bà muốn còn túa gà chứ không gì. Cắm mấy cây. Cái này có đó đặng. Có mấy đứa ở nhà. Mình cuốn hồng nhập hai lá nha. Nhập hai lá thì sợ giờ không có lá. Giờ nó có mà nhưng nghe nắng. Bây giờ mình cuốn không được mình sắc ra mình xào luôn. Xào lá lốt hả? Ấy nhỏ quá. Rồi hổng lá lá lốt nó nãy. Hổng nó mưa đó. Mưa, trời mưa đó. Cái này thấy mà tứ đây, ngày nào cũng tứ là trúng nè. Sao đi bốc ơi, cái này lá nhỏ không mà. Đi. Đi ra phía. Cái này phải ngày nào cũng tứ ha bà Hai, ba bệnh bà không ai tứ. Nắng khô chưa? Điểm Hai. Sao Hai ở trong đỉnh đó. Lấy nấu nha, mạnh nấu ngay bên đấy nha. Đầu có ai cho lấy. Thế bộ có thấy cái sợi của trời bự lá lốt trốn chưa? Trốn chưa? Ủa đắp lên bít mẹ của ta hết rồi. Mấy lá này tốt ha. Ừ. Mấy lá này đã đỏ nè. Đắp lên mất tiêu người ta hết rồi kìa. Mình kiếm được. Đắp lên bít hụ hết rồi. Đây người ta chụp lép rồi nè. Nó bò dưới nè. Ha, nướng thịt bò. Bò nướng lá lốt. Nào nào ông nghe thơm ông lên nha. Nói ông cười. Nào thơm là già hành long hay đậu ngọc. Nào thơm là ông chạy lên. Mỗi lúc á thì lá lốt nhóc hết. Trời ơi, chỗ này nguyên một chòm luôn nè. Mà đồng chết hết hả? Mà nó nhỏ. Đây đây nguyên chòm luôn đó. Ở trong miếng mớp chúng ta. Nè cầm đi giảm mớp đi. Trời mớp nó qua ai bỏ thằng lum chưa. Đùa qua phía sau. Đây nè, đây nè, trong đây nè. Ừ, trong đó đó. Lá lốt nó cũng cỏ nó cũng đèn nè trong đây nè đó, đây nhóc nữa chỗ đó nhóc luôn nó bự bự không nè không có lá lốt mà hai lá bìm bìm đi chưa còn tơ điển mình đó chứ không phải thái thái nó có bông rồi chồng đó chắc nó thắng nước mẹ ăn quá. Nhưng cái gớt gỗ bà Vịnh nó gớt gì? Vậy? Ông nói gớt cái gỗ kìa, gớt cái gỗ kìa. Để không ốp bà Vịnh. Ở trong mát á, cái lá nó bự. Sao không nó mát này nó trúng. Bụi dữ lắm. Nó trúng nè. Cái này nhờ nó mát mới lá bự nè. Có điện điển nó chứ. Này nó chịu mát lắm, nó bòi lắm. Cái này mà bằng bánh xèo kiếm nó lốt này cũng khó. Ừ. Nóng quá. Trời mưa ha. Cái nè, nó non. Trời mưa rau gì cũng non chứ. Trời nắng rau gì cũng không thèm. Được chưa? Cầm đây. Chị à, leo đi đâu hả? Có không? Có. Mở trong lưới nè. Sao chui xuống được thấy kìa. Dạch ra hả? Trong đây lá bự bự không nè. Có chùm cỏ nè. Nó ghê nè. Trong đó mới lá bự. Dạ,
Được không hai? Thôi thấy nhiều cũng nhiều lắm rồi đó. Đâu bốn có xài đâu bốn. Kiếm nó cách nó được rồi, lá lốt nhiêu cũng được. Bự không? Coi nhiêu rất gấp nè. Nằm trong đây nè. Nè nguyên chòm luôn nè mà sao hái được. Đây là cái nhà tự giờ hái cũng bộ. Thọc vô hai ngón tay à. Nhiêu nè. Ờ cũng nhiều rồi đó. Nhiều rồi, thôi đi. Ủa mấy cái lá này gói mới xuống nè. Nhiêu là mai phước. Kìa. Kìa ba. Nằm trong đó lừ luôn á. Đây nè, lá bự đây nè. Sao vô được cỏ không hả? Đập tay cũng không được. Ừ. Đúng được hai ngón tay vô thì hái được hả? Thôi đi vô. Vô mình rửa cái nhà ơi. Rửa phơi. Này ngâm rửa mà phơi. Vô bổ phơi anh hai ơi. Đóng hên xị đất rồi. Rồi tự giờ hái nó lốt về tới nhà nè cả nhà ơi. Bây giờ thì bà Út với lại mấy hiếm cháo tiền á, sẽ quay ngang để mà mình làm bò nướng lá lốt cho cả nhà. Ở đây thì có thêm một mớ lá cách nữa. Đây. Tại vì lá lốt thấy có một số lá nó nhỏ quá. Lá cách ngon hơn. Hộp này thì Tiền sẽ bóp muối nha. Ra đây hồi ngủ luôn đó bố. Hơn mới lạnh đó. Đây hồi bụi lên rồi mình bị bụi đầy mình luôn. Quen à. Đó, không được, nó lăn lên luôn. Quá trời luôn rồi. Để chướng ngay chân ngọn. Cái này là nhà thứ ba sống bụi, ở bụi, ngủ bụi. Cái này phải làm sao đặng cho nó đừng có bụi lên. Để dặn cho nó đầy đầy nước. Nhà nay thải sao dọn đi hết rồi. Để cái chút với hết trơn. Chỗ nơi. Được rồi đó. Ăn lại. Hôm nay thì mỗi lúc thì mình sẽ ăn bò nướng lá lốt không cả nhà. Hôm nay thì mình sẽ có thêm rau sống nè, dưa leo, rồi bánh hỏi, rồi chuối, rồi khóm. Nói chung là mình hôm nay mình cuốn bánh tráng, chứ mình không có ăn không. Bánh tráng rồi. Dạ. Ăn đầy đủ không hả? Nhưng mà mình sẽ làm nước chấm là hồi sáng không mua chấm nêm. Không có nấm nêm mềm. Có nấm nêm mới ngon, hồi đi mua chấm nêm. Bố ăn lần nào chưa? Chưa. Ăn bò nướng lá lốt nhưng mà chưa ăn vụ mà cuốn bánh tráng đúng không? Hôm nay là sẽ làm cho Út ăn. Nhưng mà đặc biệt nước chấm hôm nay sẽ là mắm nêm. Chứ không phải là bình thường là nước tương ớt, tương xay rồi đó. Mắm nêm chấm mắm nêm. Chút nữa mình ra. Rửa mình sắp lại. Rửa mình sắp lại. Ở đây thịt bò. Nếu mà không ai biết đó, thì người ta tưởng đâu hai cục thịt này nó sẽ giống nhau là heo không. Nhưng mà là bò nó đỏ sậm hơn. Bò nè, heo nè. Ừ. Sớ nó to hơn. Giờ Tiền sẽ lát mặn nó luôn nha. Chồng không? Chồng nó lem về nhà cho đó. Chồng nó mau lên. Không lưỡi ngon lắm nghe bố. Nhủi ăn với bò ngon. Nhiều người ta không biết, người ta nói thôi nhưng mà thật sự biết ăn thơm. Nó cũng ngon lắm thơm. Nó thơm hơn lá cũng nó thơm hơn bánh hỏi lá này ngon. Mà bà chú gắn nó bánh hỏi nó thơm người ta biết ăn, không biết ăn là không được. Nó hôi. Nó hôi cái mùi vị thích. Hôi. Mà dễ chồng lắm. Giờ bà cắm thì ở đây nè. Cái này thì Tiền sẽ sắp nhỏ nhỏ. Đưa vô máy xay nên mình xay cái nhà cháu mau. Có cái cây này chồng không được. Ừ, cái tô chồng được. Cái tô ra thả hộp không à. Giờ này thì mẹ đang đưa bé bối ngủ. Gió qua gió rồi. Gió khỏi một gió. Ngủ đã. Cái này mất khoát ngủ đã nha. Ngủ hơn chị mình chắc ngủ đơn vị cho mình nó thành cục mây. Cái gì đắt nhất.
sữa mới. Cặp ở với me xong đó là đắt của bố luôn hả bố? Không, của ông Năm. Ông Năm cho anh ông Út. Vậy hả? Út chỉ, bà Út chỉ có cái nhà được, đó. Miếng đất ở dưới đó là trồng rau là hết sảy lý tưởng mà luôn. Mà nhảy được em nữa nữa. Chòm nó bằng cũng tiền không? Tại vì ở dưới đó là mình nếu mà mình dọn cỏ sạch sẽ rồi này kia he là im lắm luôn á. Nó trồng được nó cũng chả bữa nay bạc đầu hết. Nắng cũng nắng chết đó. Nắng gì bụi. Ừ. Lúc nào bụi, lúc nào nắng nữa. Nắng thì ngày nào mình cũng tới. Thường á là đào hỏm tiền làm lá lốt của cả nhà là nó sẽ cầm cầm thôi. Bự bự không có không? Ừ. Hôm nay thì là lá nó không được bự cho lắm. Nắng. Tại vì nắng quá nó bị héo. Chỗ thì chết hết. Cái đó. Cái xà lách. Cái nào phải là cái xà lách kia bằng cái cây. Lách lùa. Xà lách lùa. Cái đó là vậy như là đà lạc. Chỗ lạnh á. Trong đà lạc á, cái là lạc. Lạc cái này ra đem cái đạn hồi vô nó cũng tan nổi. Ừ, ba cái đó không có tan. Thấy không thấy gao là thấy ngon. Biết ăn gao là ngon à. Ăn mà không ăn gao, không ăn gao cái nhìn thấy gầu. Cái mấy cái người nào mà ăn mà làm dạng như là ta ăn mình nhìn người ta ăn mà mình thấy thèm kìa. Ăn với mấy người đó mới ngon. Nhìn chú Linh ăn là thấy thèm rồi đó. Nói ai chứ nói chú Linh thì thôi đi. Linh dễ nuôi. Ừ, dễ nuôi đó. Bữa ăn tương á, bữa còn có đi chợ một cá đâu, chiên bả trứng vịt vớt tăng một hết, giờ đi lại mất tiêu chân. Vịt không xương. Dễ nuôi lắm, nghe có. Dễ ăn lắm. Lấy cái sớm. Lấy trái. Rồi đem vô xay. Sáu. Nhiều không hai? Bảy trái luôn hả? Cắt luôn đi. Cắt luôn được không mày? Mấy trái ngoài kia sao cắt mày? Lội xuống dưới đằng vọng dưới đó. Đất nó khô mà. Bẻ luôn đi mày, bẻ vô luôn đi mày. Kìa, bẻ mấy cái trái đó đi. Bẻ vô đi mơi xào ăn. Ừ. Hồi nãy sao thấy một trái với mày cầm lên. Nè, mấy trái này bẻ được rồi. Đang ra mấy trái khác nữa nè. Vào rồi chắc để đêm đêm mình chảnh hái nước ngọt đi, nấu nước ngọt. 1 2 3. Ở dưới kia hai trái nữa, ở ngoài kia mấy trái non non nó bẻ ăn hết luôn đi. Mấy trái non ngoài nào ngoài đó hôm mai, hôm ba hôm mai thịt thì tiền với lại hôm mai sẽ đi thu hoạch vàng nước của mẹ. Phắn đóng phắn rồi nhưng mà chưa già đâu, nó còn bự nữa đó. Hôm mai ơi, có trái trên đó chín kìa. Chính không hay là chỉ nó vàng thôi. Đâu? Ôi cái thù lù kìa. Ôi mấy cái đó chín rồi kìa. Hiếm ai dạ. Bây giờ mình đi hái mướp trước đi rồi bắt đầu con leo lên cây mới được. Hiếm ba ơi, xài chín mấy trái luôn kìa hiếm ba. Mẹ con không có coi trơn á, con leo lên nóc nhà mới được. Đây. Nè, mấy trái này là ok rồi nè. Nè, mấy trái này ăn mới ngon. Mấy trái này thì hơi nhỏ quá. Bóp này cắt rồi chắc đi bán luôn quá thầy. Ngồi hai mấy trái rồi đi bán luôn. Nè, hai mấy trái này ăn vừa ăn rồi nè. Thôi bẻ đi. Để nữa nó già uổng lắm. Nè, ở đây ăn trái nè. Ôi, xài luôn rồi. Trời ơi, kiến lửa nó cắn. Kiến lửa. Chui vô. Cái mai chui vô đó, cắt hai trái đó luôn nữa là được rồi đó. Hết rồi về đó. Ôi, kiến lửa nó cắn cái muốn xỉu. Nổi da gà luôn rồi. Hai trái đó luôn đi mai. Trái trên nhỏ không? Ờ, trái đó nhỏ lắm. Để cho đậu nè. Ờ, trái rồi, chúng ta thấy. Đây. Tiền sẽ thu hoạch xài luôn.
đâu rồi, hết chưa? Chưa còn nữa. Cái này còn nhỏ không anh? Hai ba trái trên nóc nhà. Cái gì? Cha nó vậy? Được rồi đó. Còn không? Hết rồi. Ờ, có gì mớt thôi, bé lớn mà bẻ được rồi. Nè cha. Hai chồng bà bẻ không bẻ không nha. Không phân không thuốc. Một xề mớt luôn, không ai hay. Đó. Không ai coi tới. Có ai coi đâu. Nguyên một xề. Đồ ôi kìa, cuộn non già láng của ta hết trơn rồi kìa. Quá trời luôn. Chồng vậy chứ không ăn. Chồng thấy ham chồng thôi chứ cha với mẹ có ăn đâu. Đây mình xây rồi đi nghe cả nhà. Thấy không? Ta ướt luôn đi. Ừ? Hồi đó. Nãy có chai dầu hào. Đây đây là tiền với lại hiếm hai đi hái vàng mướp. Thì hiếm ba đã xây thịt xong. Xây màu tóc đành hành tỏi mốt này chắc rồi đem đi bán luôn chăng hả? Rồi mình chia ra đi, ai có ăn thì ăn. Bốt vô nấu canh ăn bốt, có mới vô rau dịu mọc dưới sàn kìa bốt. Hết sảy bốt ơi, nấu canh rau dịu. Mì hai bắt câu đường để hiếm rồi sắc dạ. Hành không sắc miếng hành đấy không sắc hành không ba em miếng tương ớt đó sắc đi sắc sắc la để vô đây ớt mà ở nhà mình hết nước tương hết rồi hết tương chế nước tương đi sắc lá hay gì hết sắc cái củ sao rồi sắc miếng nó được rồi nhiều quá không ba được rồi không nhiều em ba thử coi vừa ăn chưa. Đánh nó lên. Đánh lên cho nó đều. Đều cái nước không? Trộn đều lên. Nè rửa ấm thớt này đi. Cho bà hai quấn. Cái này rồi mình cho đi lui lui xuống đây đi trong chỗ quay ngang điện quấn cả nhà bị quấn thử coi vừa ăn không thử rồi thử rồi thôi thử ăn đi khỏi thử gì không không có mình thử cái mùi thử là mình cái biết mùi rồi là mình biết rồi mặn lạc là nó biết mùi mặn là thơm mùi mặn cái này mình quấn vô vào trong vậy nè hả ba ừ vào trong đi ba quấn lá cách lá bự cái kéo không ta cho cái kéo này cái cuốn này dài ta cắt không ngắt luôn đi lấy cái tay ngắt luôn nên cái này nó dài lắm ngắt đứt ngắt nãy rồi có móng tay nữa không nó dài lắm nó cách nó dài dạo. Lắm dạo cái dao nhỏ nhỏ bà hai có không chuyện cái dao đi ngắt nó đứt cái lá cách chuyện nó dài lắm cái nhà. Này cuốn nó dài lắm nó dài lắm rồi đây đó xỏ luôn nè xỏ vô luôn nó hấp dẫn nha lấy cách này mình bể vô luôn không dạ bể luôn cái gì bể vô luôn mới đẹp ha ừ. Dạ đúng rồi nè chị nè ngắt mấy cái cuốn xác mới được mới dễ quấn úp lấy cái dĩa gì đi úp dĩa quấn được không úp bỏ còn lấy hết bự nó luôn úp ngồi dặn lại bây giờ là xúm nha mình quấn xong cái đầu nướng với cả nhà nướng thì nói chung thì nó cũng thiếu bụi mau lắm cái này nướng mau chín lắm thịt bằm nướng mau quấn thì lâu quấn cái này thì phải có kỹ thuật nha đó kìa đung đưa qua đưa lại
cái này mình ngắt cho nó sâu vô lòng vậy nè. Mai Mai ngắt cái cuốn cho nó sâu như nè, là nó không có bị mà dướng tay của Mai lại. Quấn nó nào quấn, là... ai thích nó nào quấn lên ấy. Cái này là bữa họp. Khoai lá cách bán, chị không? Là bự. Cách bự quấn dễ. Rất là đắt luôn nha. Bán cho mấy cô ở đây, mấy chú ở đây nè. Cũng mưa món này lắm nè. Mình đổi, đổi bề để có đẹp không? Không đẹp. Không, cái lá này nè. Đúng rồi, người ta quấn vậy, ba tờ giấy ba quấn ngược nè, ba thấy con bề mặt không, này không? Cái đó là lá lốt. Không, lá cách cũng vậy luôn. Lá cách người ta để bài này thử bên trong, bài là thử bài nào được đẹp. Sẵn hôm nay là mấy đứa nhỏ được nghỉ học á, cho nên là tiền làm món này đãi cho mấy đứa nhỏ luôn nghe cả nhà. Thịt nhiều quá, nó nhỏ thịt nhiều quá. Làm cuốn bự thì lá cách này có lá chút xíu nè. Làm cuốn bự thì ăn nó ngon. Ừ, thịt nhiều ngon mà nhỏ quán nó lòi. Bự nhỏ, bự nhỏ đi, ăn cho nó có nhỏ có bự. Cái nào nhỏ quá mình chắp hai bề luôn, hai lá luôn. Bữa con cuốn đầu của con hơi bị sumo, cuốn sau nhỏ dần nhỏ dần. Cái lá nhỏ quấn nó nhỏ, bự quấn bự. Xấu đẹp gì, hồi vừa có chính quốc à. Không có qua tay thì quấn nó không có đẹp bằng có qua tay. Cái lá nó nhỏ cho mình. Nó bự dễ quấn nha. Ừ, nó bự nào cũng dễ quấn đó. Nhỏ nó lòi vậy. Trời ơi, ông này bự cái tấm này nhỏ xấu con lắc đào tháo ông gai. Cũng bự thôi bự. Được lá đồ hổm kìa, lá bự bự không mà trời bữa hổm nó không có nó. Ở đây thì có một quán bán cũng lâu năm rồi cả nhà, rất là ngon. À bốt ba quán quán cuốn bự bự thịt bự, thịt bự, thịt của bốt hơi nhiều rồi đó, bởi vì khó quán đó. Muốn cách phự cái lá này nè, nó to nè mà sức đâu quấn. Ừ. Bảo quấn lá cách đi. Lá cách đi, con quấn lá cách này ha. Sức người bự quấn bự phải quấn lá cách vậy đó. Quấn nó nhỏ nhỏ, quấn nhỏ nhỏ mà đã. Mình cứ lựa lá bự mình quấn trước đi. Ừ. Nhỏ nó bự to quá. Cảnh nó điện nè. Nè mấy cái lá này nè. Bự vậy. Mình lựa lá bự làm trước đi. Mình cứ lựa lá bự đi. Ai trắng đi là quất đó. Khánh hả? Cánh lùng. Quen gì không quen với ông đâu. Ai quen với ông đâu. Đi về rồi. Lùng ơi. Lùng về rồi. Cái lá bự quá nó đều do nhìn nè. Ngứa nó hết bớt. Nó dơ ngứa nó gãy sột sột à. Mày tắm cho mày nha, mày ngứa gì. Tắm có chịu đâu, sợ nước mà chết. Đâu rồi, nó gì hả? Lá lốt với lá cách là lá nào ăn ngon ta? Nó ăn thử được. Mình sẽ ăn thử hai lá luôn. Nó có mùi vị khác nhau. Lá nào cũng ngon hết trơn. Lá nào cũng ngon bánh xèo. Lá nào cũng ngon hết trơn. Ý thích. Thích mình thích lá nào là ăn lá đó. Cái lá này nhỏ thì mình quấn vô gì đó cái nó hơi ấy. Quấn cái nhỏ gợi nó đi. Nhỏ theo nhỏ mà đẹp. Cái nhỏ cái bự cái xấu. Cái nhỏ lá nhỏ thì ba để hiếm hai để thịt ít. Bự thì để thịt nhiều gì đó. Trời quán nãy giờ đừng cuốn đẹp.
Ủa biết thì giờ mình quấn xấu luôn. Ừ. Đến giờ tôi mới được cuốn này. Mà, cũng xấu quắc đó, phải không? Nở miếng da này cũng được luôn. Tiện quấn này quá. Con quấn chả giò là một mình con quấn à, con không cho ai quấn chứ. Một mình con quấn thì nó đều. Ừ, đến chả giò quấn đông quá không có đều. Nó không đẹp. Chứ không đều, không đẹp. Cái này nặng, tò mò, tự nhiên. Bỏ vô men, bỏ vô cái men mà quấn thì nó lâu. Nhỏ cái mình quấn heo nhỏ, bự cái đó, là một củ heo bự. Tới giờ là tiền đựng sâu rồi nè, nghe cái nhà. Sâu dài. Này là quấn ba nè. À, giờ bự gắn bự. Bự quấn cái gì cũng bự. Lừa ta cách quấn thôi. Ốp nó. Hai hai mà cháu không lắc ăn lắc cách không nha. Mình quấn không, mình quấn lắc cách ăn lắc cách đi. Mình quấn lắc cách theo lắc cách, cái lá lốt theo lá lốt. Cái hồi mình ai muốn ăn gì đó. Ừ. Mới quấn xấu từ từ nó diễn rồi chứ. Mấy người thợ mai á, mới vô sao biết mai. Ừ. Cái gì cũng vậy, mới nó lộng cộng, lộng cộng. Từ từ mới đẹp lên. Một thao thịt như vậy là rất là nhiều sâu đó nghe. Ừ, làm hồi có đem bán không? Nhiều á cô, nhiều người ta bỏ ngũ vị hương vô tháng ba. Ừ. Nhưng mà tại vì mùi mình không thích, mùi đó nó không thích, mình ăn không được á. Nó thôi, cho nên là mình không quen. Thứ hai nè. Mai còn to dữ nữa kìa. Mai còn bự hơn nữa. Người nhỏ chứ quán cũng bự lắm đó. Chưa vậy cho một dĩa thịt bả hết rồi đó nha. Làm sao mà tiếp thịt đây. Ông hết thịt nghỉ thì thấy không thiếu cũng nhiều đó. Nhiều thì ăn nhiều. Cái này ăn thịt nhiều quá nó cũng ngán nữa. Ừ. Vừa thịt vừa ấy là ngon. Nó cắt khắp hết hay gì đâu mà mắc hết đẹp. Chứ có nhiều mà. Nghĩ sao á, lá cắt có nhúm mà. Mà ba người quấn lá cắt của mình, tiền quấn lá lốt. Quấn sau này rồi, tao quấn tiếp. Giờ mình đi đốt than mình nhúm lại gai được á. Nhúm cho nó tàn than mình nướng nó mới ngon. Ai ai quán xấu nhất đi đốt than. Coi chấm điểm coi Canamen. Ai xấu nhất đi đốt than. Hồi mình đốt than mình lấy cái bếp ga ấy ba. Mình đốt ở trên bếp ga đi, mình khỏi nhúm củi cũng được. Khỏi nhúm củi cho nó mau bắt, tại vì giờ là gió quá gió rồi. Đốt ra chưa? Thằng bếp ga má mà có xài được nó đâu mà đốt. Hư hả? Đốt ghê. Hết ga rồi. Trời. Nói gì đốt. Hết ga chưa bơm ga. Nó xài bếp chảnh không bếp dưới đây hết, ba bỏ rồi. Bị mình nướng nhà ai trên đó thì quấn đi, mình quấn xấu mình đi nướng. Mình dọn lại đi, tại còn lá nhỏ nhỏ không hả? Đây mẹ ba cho bớt cho con cái bánh chén nè. Con một mớ rồi, con quấn nem nướng rồi. Cây gấp mới cục ráng cục nóng. Chị nó mau chín. Quét đi. Quét hai bời. Nóng. Quét đây từ chợ. Quét lên cho thơm. Quét lên nó thơm. Cái bánh thơm. Thank you.
tới cái lùi này nó không bị khét. Nó gấp nó xanh ha. Ừ. Không để bị bung rồi. Không để bị bung ra xấu. Tát này nè. Hello. Hello. Hey. Hello, hello. Hello, lại tỷ, lại tỷ đâu rồi? Ra ngoài. Ừ, cái ở đó còn có cái chảo nào được không? Ủa cái dao con bố dẹp hả bố? Ở đây em ba đâu có chảo nào đâu. Lúc rồi. Giờ mình sắp rau ra hai trái. Cái nó cách bự. Cái cách nó bự hơn. Ai đó? Không mở được. Ai đó? Vô biết mở. Cái biểu ơi. Đây bà hai bả sao? Mở cho làm gì? Đi tối đâu hả? Mở cho bối hả? Rồi, phong, mở cho bối. Trời ơi, đổ hết. Đổ mà. Ghét. Hết rồi, cái đó chín rồi đó. Ừ. Không còn trắng. Ừ, vậy đó được. Tay quá không ngon. Mang đâu vậy? Thấy ghê không? Hả? Ơi ơi. Mang đâu vậy? Đâu dữ vậy? Ngạp quá cái cây này. Nó cắt nó tốt nó màu tao xanh này. Bây giờ là tiền sẽ quay ngang làm nước chấm nha. Cái này ấy ra làm con cái này. Cái này nè, tôi kéo luôn. Chuối. Đây nè bói ơi, bói ơi. Bói ơi. Làm gì á, làm gì nhỏ trời. Trời đó. Trời. Mình quên lắc trước. Chai mắm nêm này thì mình sẽ ăn được hai lần. Cái mắm hồi nãy không có hay, không có nghe mùi mắm luôn. Cái này nghe cái mùi mắm rồi đó. Cho xíu bột ngọt vô. Đường. Đâu đâu ạ? Ở đó rồi, có nhà về thì đừng có chạy chạy đó. Không, đi bước nào cũng là đe đó. Mà quay xong bước về. Về. Quay cho nó đều 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 lên. Ủa mẹ trên nhà mẹ chảnh còn chanh không vậy? Dạ, còn trái mà con nửa trái cũng được nữa. Ở đây thì tiền sẽ bầm tỏi với ớt vô nha. Đỏ còn kỹ rồi, kỹ 2-3 cây rồi, kỹ mặn rồi. Sao mặn không chạy mấy ngày, để 1 cây rồi kỹ ớt. Ừ. Cái mắm đêm mà quậy lên á, nó bọt càng nhiều là càng ngon cái nè. Nè. Quậy lên nó bọt là nó ngon. Dạ. Đây tiền sẽ bầm tỏi. Tỏi ớt. Bố đang đâm tỏi cho mẹ hả? Bố ơi. Rồi đâm rồi kìa, cầm cái nhà tiêu đâm kìa. Đâm mà nó nhỏ nhỏ kìa, xì xì xì. Đây ta đâm mà la lớn chi nha, ta bắt cỡ ta chạy kìa. Không bao giờ mà quay nó được nha. Yêu cầu mà đưa cái máy quay hay là đưa cái điện thoại vô nó là bắt đầu cái nó chạy mất tiêu rồi đó. Đi đâu ạ? Chào ông bà cô chú ơi. Chào đi, chào coi. Chào đó hả? Cuốn ăn lắm ngon.
tỏi vô, tỏi ớt. Xong. Con cây này giống cây quá. Quét của tay luôn, quạt bắt tiêu của bà Chiến. Hai tay tay rồi. Bây giờ thì cũng đã nướng xong hết rồi cả nhà ơi. Giờ Tiền xin mời ông bà cô chú anh chị các bạn cùng ăn bò nướng lá lốt với lại gia đình Tiền nha. Hôm nay thì sẽ cuốn bánh chán bánh hỏi nè. Chị ra đem chán rồi. Bánh chán cuốn bánh ăn được lá với lại được. Ăn luôn luôn. Chán. Hết thời hơi nhiều rồi. Vậy này con ăn gì con để vô. Con không chấm được đâu. Rồi bó chặn bà cô chú đi. Rồi ăn đi, bó ăn đi. Ăn đi, ăn này nè. Bó ăn đó đi. Ăn béo rồi. Mọi người ăn nha, mà cả nhà. Cả nhà cuốn bánh tráng ăn với bò lá lốt, bò lá cách với nhủi. Cái này mình ăn đủ hướng với ngon nha. Cho đủ hướng. Tiếp theo cái. Chứ bà ngồi cưới cha cho nên là chắc phục vụ cho anh chồng. Nè con bên đây con tước. Nè con bà ba tước rồi nè, gấp vô con. Nè tước nè mẹ gì ba tước rồi đó. Gấp vô ăn đi. Muốn ăn mấy cuốn nè, sao để vô sắp vô. Ừ, muốn ăn mấy cuốn nó ăn. Ăn mấy cuốn thì con này lá cách nè. Để hai ba cuốn gì đây bố. Thắng từ từ. Vậy nó mới ngon. Con nghe. Mời cả nhà. Bữa nay chủ nhật, bữa nay là được nghỉ thứ bảy, cho nên là đẩy món này cho mấy đứa nhỏ ăn luôn. Để đi học đâu được ăn đâu. Sao có chút chiếc không rồi. Ta? Cái gì vậy? Để dùng trong nách trong gì rồi. Mời cả nhà ăn bánh bò nướng lá lốt. Bò nướng lá lốt, lá cách. Chào cả nhà. Nè, mời cả nhà. Rồi, đã con nói rồi. Mời cả nhà. Đây, mời cả nhà nha. Con dĩnh đây là gì giờ mà con ngoại giờ mà cuốn mấy cuốn mà để vô hoài. Rồi, để hoài. Cáo cuốn. Cáo cục. Ngốc rồi. Cuốn ơi, cuốn ăn ơi. Cuốn nhỏ nhỏ dễ ăn con rồi cuốn nữa. Ừ, nó nở gọn ha. Dĩ có để không mà xẹp lép à. Có, cuốn nè. Cái này cuốn. Để bỏ dưới ra. Ngon quá. Ăn lạ đúng không? Ăn lạ. Bình thường là bố ăn không chứ bánh mì. Hôm nay mình ăn đây ăn món này lạ. Ngon. Mình chấm mắm như lớn rồi. Này mắm gì vậy? Nêm. Mắm nêm á cha. Chứ không phải mắm cơm. Mắm cơm khác, mắm nhiều khác, mắm guốc khác. Ừ rồi đó. Ngon. Mới đi ăn đó. Rất lạ. Ngon không? Ừ, hả? Không dữ hả? Đưa nè. Ngon thì gạt đầu. Không ngon thì gạt đầu. Ngon không? Một ba nói con ngon không? Phật độ bay. Bay lấy chưa dặn bay. Dặn lại. Ngựn khoan còn lớn tấn luôn. Đá là to quá, xé ra. Dặn nha. Dặn nha. Cái này nó thấy ngoan à. Cái này là dung. Này món ta ăn được. Quán bài quán cho. Để gì làm á. Bới sợ bài. Để gì làm á. Quán hồng bài quán cho. Ăn gì món này với này nha. Rượu lá này nè. Cái này ăn món nó chọc. Con ăn đi. Con ăn đi, ăn đi, ăn đi, ăn đi, ăn món chọc. Ăn không. Với nhũi đó đó anh Tư. Nè, với nhũi. Ăn lá hơi kỳ. Không biết ăn mới ăn được. Lá này có ạ. Biết ăn mới ăn được. Cái lá hơi kỳ vậy. Với quán được không con? Nè. Phật độ nhảy. Con quán được không? Giờ quán chọc. Quán. Anh chịu đầu quán mình lên. Bây giờ ăn mới. Tự ăn, tự quán. Ăn. Em thử cuốn xong con mới vừa ăn. Tự quấn cái cuốn. Vừa ăn. Thử quá cắn nha. Hết chưa ba sợ. Cha thử rồi lá cách với lá lốt nào ngon hơn cha. Lá cách là bự đó. Cuốn bự. Nó nha cách đó. Nãy giờ bố ăn lá cách chưa? Mày mấy ăn thử lá cách nè. Đây lá cách của bố nè. Đây hả? Cảm
mấy đây. Cái lốt cái đó cắt cái nào nó cũng, cũng cái nào nó giống nhau nhưng mà cái vị nó khác nhau. Cặp đó nhảy đó. Chạm nó đây. Cái gì? Cái gì? Đi nhà lên nước cả nè. Đây ăn thử một cái lá cắt cho cả nhà. Lá cắt. Đây lấy ra. Thơm. Cắt thơm. Cắt nó thơm không phải không? Nó thơm mà cái mùi nó nó nhẵn nhẵn nó không có bằng lá lốt. Không bằng lá lốt. Ừ. Rồi. Đúng rồi. Gì ba? Gì không? Rồi được không? Rồi. Rồi cho bạc cờ. Cho bạc cờ đi. Cho mẹ miếng đi. Ừ, ừ, ăn dở gì đó hả? Ăn bớt. Ăn thử lá cách này của mình nè. Ăn xong mới bút. Ăn cảm nhận thử coi nào ngon. Hình như là lá cắt nó hơi nhẵn nhẵn hơn. Năng ra ăn miếng rồi nè. Nó không có ngon. Lá cắt cái lá lốt của mình. Không bằng lá lốt đúng không? Lá lốt nó thơm. Lá cắt nó ngon là đắng. Ừ, lá cắt nó đắng hả? Có ăn chưa mà đắng. Biết luôn nha. Thôi con. Cho nên ăn 3, 4. Lá lốt nè. Lá lốt nè, nó không có cách đâu. Thôi. Rồi đổ mình đó mình thúi luôn. Bà ba đâu? Bà ba đâu chỉ mẹ ơi. Bà ba đâu? Bà ba là bà nào? Nghĩ chỉ ba đi. Nghĩ rồi. Cái này nghĩ chỉ rồi. Nhớ hồi chia mốt cây nha. Mốt canh ăn. Mốt mê mua lẩu thì làm lẩu ăn. Có mốt mới làm lẩu. Mốt này ăn lẩu làm ngon lắm á. Ừ. Ừ. Con hồn ăn uống. Con hồn ăn uống. Sao vậy? Ngồi đi. Bà heo đắng nhóc trên giờ để đi kê tìm đi kiếm. Ta đoán mà đồng ta ngon mà đóng ở trong nhà ai ăn. Cái bà người hơi bắt thôi đó. Bà ngồi xuống cho ngoài ăn chút xíu mà ăn cơm nha, giỏi nha. Rồi, chở quán rồi đây. Rồi. Cuốn thứ ba rồi, anh Tư. Chết sắp đâu vậy đó. Anh đuôi anh Tư người cuốn thứ ba rồi đó. Thứ ba nữa rồi. Ngon quá. Ăn đi, ăn nhiều. Ăn đi, cuốn thứ ba rồi đó. Mình thử lá cách gì ba cảm nhận là cách nào ngon hơn hay là lốt ngon. Mình cuốn đầy đủ rau với ấy đầy đủ cuốn bự. Nó đắng nhẵn hơn như vậy. Đúng không? Nào ngon. Lá lốt. Lá lốt. Vậy lá cách ai cũng ế hình mà lá cách nhờ ít còn đang sâu đến đây. Lá lốt nhiều. Lá lốt mình lốt nhiều. Có người ta chịu. Cái này là của con nè. Cái nhỏ nhỏ là của con đó. Đều gan. Đều gan. Gì vậy? Ờ mà bánh chán hả? Bớt không ăn rồi. Ồ, ồ, kiểu gì vậy? Giờ này ăn ở đây mát ghê luôn. Gió thổi. Gió thổi hiu hiu. Kệ em hai rồi. Cái mai cầm trên tay quấn được hả? Quấn được mà. Cái cuốn của cha là cái cuốn khổng lồ. Nếu có sao ngon không biết nữa. Dạ. Đầy đủ rau. Đầy đủ rau nè, em cũng đầy đủ rau nữa không? Chà bó luôn nè. Anh thấy cái gì luôn. Tôi ăn ít ít rau. Chấm cô nữa. Anh hai cũng giống như ông ngoại rồi. Mà anh không ăn nhiều rau. Để đầy đủ rau nó nhiều vậy. Thơm. Chắc chưa? Để cả nhà hôm nay thì làm bò nướng lá lốt với lại lá cách hai cái nhưng mà tùy thấy là cảm nhận của mình thì lá lốt nó sẽ ngon hơn lá cách nha cả nhà. Thì hôm nay thứ bảy cho nên là làm cho mấy đứa nhỏ ăn chung luôn vào ngày nghỉ học á. Giờ thì cũng xin kết thúc video tại đây nha. Hẹn gặp lại bà cô chú anh chị ở video sau. Bye bye. Bye đi con. Bye. 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 Bye.